Dược thảo Cảnh Thiên do đông y sĩ Cảnh Thiên điều hành, xem mạch hút thuốc và có hơn 140 sản phẩm thảo dược đặc chế rất nổi tiếng. Hơn một năm qua, đông y sĩ Cảnh Thiên không làm việc tại nhà thuốc Hoa Đà tại Houston. Quý vị muốn khám bệnh hay dùng sản phẩm thảo dược do chính đông y sĩ Cảnh Thiên bào chế, hãy đến với địa điểm duy nhất tại miền Nam Cali. Ngoài ra, không có một chi nhánh nào khác trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy liên lạc 714-775-1069. Tôi đông y sĩ Cảnh Thiên, trân trọng kính chào quý khán thính giả. Thúy Hằng xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Thúy Hằng Show trên băng tần 117 của Việt TV 24, đồng thời trên đài VGN, trên Direct TV trên toàn cõi Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay trong chương trình của Thúy Hằng Show, Thúy Hằng rất là vui mừng và rất là hân hạnh chào mừng đông y sĩ Cảnh Thiên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào đông y sĩ. Dạ vâng, tôi đông y sĩ Cảnh Thiên trước hết kính chào quý khán giả của chương trình Thúy Hằng Show. Thân chào Thúy Hằng. Chào đông y sĩ, ngày hôm nay rất là vui mừng và đông y sĩ đã đến với chương trình Dược Thảo và Sức Khỏe. Đây là một cái chương trình mà Thúy Hằng rất là hân hạnh. Lần đầu tiên là Thúy Hằng Shop đã trở thành một trong những chi nhánh của nhà thuốc Cảnh Thiên, có phải không ạ? Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên. Dạ thưa vâng, là một công ty rất là nổi tiếng mà tất cả quý vị đã thấy là đông y sĩ đã rất là nhiều năm kinh nghiệm. Và ngày hôm nay để giúp đỡ cho Thúy Hằng Shop tự tin hơn về những cái dược thảo khác nhau thì thầy đã nhận lời, cái đó là một cái niềm rất là vinh dự cho Thúy Hằng Shop, thưa thầy. Vâng. Cảm ơn Thúy Hằng đã có nhà ý là mời chúng tôi cộng tác trong chương trình của Thúy Hằng Show. Thật ra đây là cái chương trình Thúy Hằng, thường thường chúng tôi có theo dõi chương trình của Thúy Hằng thì giới thiệu một số cái sản phẩm mà nguồn gốc của nó là từ ở Nhật Bản, cái đại hàng. Thành ra tôi nghĩ rằng cái đó làm chúng tôi cũng nó có một cái vấn đề là liên quan đến vấn đề sức khỏe của con người đó, thì chúng tôi cũng không có phủ nhận là Nhật Bản và đại hàng là đi một bước rất xa về vấn đề y khoa. Cái thứ hai đứng về mặt sức khỏe và sắc đẹp. Tôi nghĩ rằng hai quốc gia này đó đi tiên phong các nước ở Đông Nam Á của mình. Thì đó là sự thành công rất lớn. Tuy nhiên nói về vấn đề mà một số vấn đề dược thảo liên quan đến sức khỏe thì tôi cảm nghĩ rằng chưa có thầy thuốc Việt Nam nào mà công khai hay là thấy tự ái là phải trình bày một số loại dược thảo mà mình đã thành công trong mấy mươi năm qua. Thì thật sự cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà điều đó cho thấy là các bác sĩ đông y Việt Nam, các bác sĩ liên quan đến vấn đề dược thảo, tôi thấy dường như là Việt Nam bị lép vế, phải không ạ? Cho nên ngày hôm nay tôi can đảm đến đây để chia sẻ tất cả quý khán thính giả của chương trình Thúy Hằng Show để giới thiệu một số dược thảo mà nói người Việt Nam liên quan đến vấn đề sức khỏe nói chung và những cái khả năng của người Việt Nam đóng góp trong vấn đề làm sao mang lại sức khỏe cho con người, nhất là những cái loại dược thảo đóng góp trong vấn đề sức khỏe. Tôi nghĩ cái đó, người Việt Nam ta cũng có nhiều người rất giỏi. Thì hôm nay chúng tôi cũng đi tiên phong trong vấn đề này để chia sẻ tất cả quý khán giả của chương trình một số loại dược thảo đặc biệt để giúp cho cải thiện một số cái sức khỏe của người Việt Nam chúng ta hay bị. Một trong những cái bệnh lý rất nặng của người Việt Nam chúng ta trong mấy mươi năm qua đó, cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, đó là cái bệnh viêm gan B và C. Thành thử chúng tôi nghĩ rằng đây là trọng tâm của một chương trình, cho nên chúng tôi đến đây ngày hôm nay trong chương trình Thúy Hằng Show để chia sẻ quý vị trong cái bệnh căn này. Khi mà thầy nói là căn bệnh bệnh viêm gan đó, thưa quý vị, thì hầu như là người Việt Nam chúng ta bị nhiều lắm, thì thầy có thể cho biết được là cái căn bệnh này như thế nào, thưa thầy? Dạ vâng. Nếu nói về căn bệnh viêm gan đó thì chúng ta phải nói quan tâm nhất là vấn đề viêm gan siêu vi. Thật ra cái tên của nó đúng hơn, nó gọi là hepatitis virus. Thì hôm nay trong chương trình này chúng tôi sẽ nói viêm gan siêu vi, siêu vi B và C. Như quý vị đã biết đó, đây là một cái bệnh rất là phổ biến mà chúng ta đã nghe trên chương trình đài truyền hình, đài phát thanh, trên báo chí đã từng nói 20-30 năm nay rồi, quảng bá về một số cái loại dược thảo hoặc giả là một phương pháp trị liệu liên quan đến vấn đề cái bệnh viêm gan B và C. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói rằng nền khoa học của chúng ta vẫn còn hạn chế rất nhiều để mà có thể nói rằng chúng ta chưa có một giải pháp nào tốt nhất để có thể
triệt hạ được cái bệnh viêm gan B và C. Như chúng ta đã biết ở Việt Nam hiện nay đó, cứ mỗi một năm như vậy theo thống kê thì có khoảng 6 đến 7 ngàn ca đó liên quan đến điều người ta phá ra được là viêm gan B và C tiếp. Yeah. Như vậy rõ ràng là cái bệnh này vẫn chưa được khống chế, nhất là Việt Nam của chúng ta, từ trong nước ra tới hải ngoại đều quan tâm tới cái bệnh này cả. Yeah. Cho nên nó tổn hại đến sức khỏe của mình rất là nhiều. Và mỗi một năm như vậy, cái tỷ số mà người chết nó cũng rất là cao. Yeah. Như chẳng hạn viêm gan, rồi bệnh viêm gan hoàng đản, rồi xơ gan, rồi xưng gan, chai gan, vân vân. Nó cả một loạt liên quan đến vấn đề gan đó. Đó là một nỗi ám ảnh rất lớn cho người Việt của chúng ta. Yeah. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân định và đồng thời đưa đến cái giải pháp nào để cải thiện vấn đề một cách có hiệu quả rõ trong vấn đề bệnh này? Dạ, thưa vâng. Vậy thì nếu mà khi mà nói mà bệnh gan thì nhiều thứ là A, B, C. Vậy thì làm sao mà mình có thể phân tách ra là người này bị bệnh viêm gan A hay là bị B? Làm sao mà mình phân loại và định bệnh được, thưa đồng y sĩ? Cảm ơn Thúy Hằng. Như chúng ta đã biết đó, viêm gan nó chia ra nhiều chủng loại khác nhau. Để phân biệt, thí dụ người ta nói là viêm, mình chỉ biết là viêm gan B với C thôi. Thật sự đó, viêm gan A nó có B, C, D và E. Như vậy các ký hiệu này đó là để phân biệt về cách lây nhiễm và thời kỳ ủ bệnh của nó và phát tác của nó, tùy theo cái hậu quả và triệu chứng của nó để người ta phân biệt nó là loại gì. Yeah. Muốn biết một cách rõ ràng, cách tốt nhất đó là phải thử máu. Yeah. Cứ hàng năm như vậy đó thì người ta thử máu, tôi thấy là tổng số cái người bị viêm gan đó thì thấy là viêm gan B và C nó chiếm tỷ lệ cao nhất. Yeah. Như vậy ngày hôm nay trọng tâm của chúng ta là nói hai cái bệnh viêm gan này trước. Yeah. Yeah. Còn những bệnh viêm gan khác đó, nó cũng quan trọng, cũng nghiêm trọng như thế, nó cũng giết người như vậy, nhưng mà cái khả năng mà giết người và lây nhiễm của nó B và C là được coi là cao nhất. Yeah. Và chúng ta muốn phòng tránh của nó không hề dễ dàng gì. Yeah. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chia sẻ từ cái nguyên nhân dẫn đến hậu quả của nó. Yeah. Đó là cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Yeah, đó thưa anh. Cảm ơn đồng y sĩ. Một cái điều mà rất là lo ngại đó là cái sự lây nhiễm của căn bệnh viêm gan E này. Viêm gan này đó, thưa đồng y sĩ có thể chia sẻ thì nó có dễ lây lan qua không ạ? Dạ vâng, như chúng tôi đã nói đó, viêm gan virus đó, nó chia là 5 thể. Yeah. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tập trung cho hai thể bệnh mà thôi, là viêm gan virus B và C. Đây là hai bệnh nó lây nhiễm qua đường sinh dục và truyền máu. Bởi vì đó, trong đó, ở trong máu nó chứa sẵn hai cái mầm bệnh của nó là virus B và C. Như chúng ta đã biết á, phần lớn là viêm gan B và C chẳng những truyền máu mà nó còn lây nhiễm qua cái đường sinh dục nữa. Khi chúng ta mà đi châm cứu ngày hôm nay thì ở Hoa Kỳ này đó, châm cứu thường thường có bác sĩ đông y đó, hay châm cứu có một lần rồi bỏ cái kim nó ra. Nhưng mà trước đây ở Việt Nam á, mỗi lần châm cứu như vậy người ta lấy cái kim châm cứu nhiều khi lau sơ sơ rồi bỏ đó, sau đó lại lấy cái kim châm cho người khác. Cái thứ hai nữa, truyền máu trong các bệnh viện. Khi mà lấy cái kim để mà lấy máu của một người, sau đó lại lấy cái kim đó lại truyền máu cho người khác, thành ra lây nhiễm. Cái thứ ba nữa, ở nhà thường hay dùng bàn chải chung. Ví dụ đánh răng mà có chảy máu đó, rồi cái người thứ hai trong gia đình lấy cái bàn chải đánh răng của mình, nó truyền qua cái máu ở chân răng. Điều đó cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ tư nữa là những người đi cắt giác, giác lễ. Thúy Hằng biết là ở Việt Nam mình nó thường thường mấy cái bà hay giác lễ đó, lấy miễn chai hoặc là lấy cái lưỡi lam đó cắt xong đàng hoàng, rồi cho người này rồi lấy lưỡi lam để cắt cho người khác. Điều này lây nhiễm rất là lớn. Ngày hôm nay mặc dầu được phổ biến rất là rộng rãi nhưng mà cái tình trạng nó vẫn còn như thường. Cho nên chúng tôi khuyên nhủ là tất cả các đồng hương khi về Việt Nam, khi quý vị muốn châm cứu thì yêu cầu người ta phải dùng kim mới. Nếu quý vị truyền máu thì yêu cầu phải dùng một cái kim mới, hay là dùng đi cắt giác thì quý vị hãy cẩn trọng, chứ nếu không hay là quý vị đi làm răng. Hãy nhớ là nha sĩ dùng những cái loại những dụng cụ mới, chứ không, hay là tiệt trùng đầy đủ, chứ nếu không quý vị dễ bị lây nhiễm ở Việt Nam. Cho nên khi nào đi bên đây thì tốt, khi về Việt Nam được mấy tháng trở qua có bệnh gan. Rồi người ta không biết tại sao vậy, bởi lẽ là chúng ta bị lây nhiễm là như thế. Dạ vâng. Vậy thì cái quá trình mà cái căn bệnh nó phát triển thì như thế nào ạ? Hoặc là cái thời gian mà ủ bệnh đó thưa thầy? Dạ vâng. Thường thường là viêm gan CV B và C đó, nó có mấy cái thời kỳ sau đây. Thời kỳ ủ bệnh có là thời kỳ khi bị nhiễm rồi đó, nó có một thời gian để phát tác nó thì chúng ta không biết gì hết. Nhưng mà thiệt là
viêm gan nó vẫn tồn tại, thường thường nó phát tác trong cơ thể chúng ta để phát triển từ 60 ngày cho đến 180 ngày, bình quân là 90 ngày sau khi mà chúng ta bị lây nhiễm. Ở trong thời kỳ đầu đó, phần lớn chúng ta không có thấy dấu hiệu nào rõ ràng đâu, vẫn ăn uống bình thường, đi sinh hoạt bình thường thôi. Cho nên cái tình trạng ốm bệnh nó khi kéo dài với tuổi thọ của người bệnh mà nó không phát tác ra, những người đó nhờ hệ thống dịch cao, chứ nếu không thì nó đã tấn công rồi. À, có một cái điều mà chúng tôi cũng xin chia sẻ là khi đến bác sĩ, thường thường quý vị thấy là bác sĩ xem máu thì thấy rằng con virus này nó có mặt ở trong trong gan của mình, trong máu của mình. Nhưng bác sĩ nói thời kỳ chưa tấn công mà ta gọi là con virus này đang ngủ. Nó gọi là sleeping, phải không nào? Nhưng kỳ thiệt, thưa quý vị, không có con virus nào đang ngủ hết. Nên nhớ rằng nó chuẩn bị để tấn công khi nào cơ thể chúng ta suy yếu. Như vậy á, nó ngủ có nghĩa là chưa phát tác, chứ không có nghĩa là nó ngủ nhắm con mắt lại như mình ngủ ban đêm. Nên hiểu hai cái từ ngữ của bác sĩ đưa ra. Cho nên nó ngủ có nghĩa là chưa phát tác, chưa tấn công cơ thể của chúng ta thì gọi là ngủ. Mà nó đã tấn công rồi thì diễn ra nhiều cái phức tạp khác nhau. Cho nên quý vị đừng nghe nó ngủ là có nghĩa là nó không có thức dậy. Hay nó chưa thức dậy, không phải nó nhắm con mắt. Mà nó đang trực chờ của mình, đang tấn công của mình ấy. Chờ cái cơ thể của mình. Đúng suy rồi. Đi thì nó bắt đầu nó phát. Như vậy thế. Những triệu chứng nào là nó tấn công mình? Đúng rồi. Thì chúng ta cần trình bày để cho quý đồng hương biết được nó trường hợp của nó đang tấn công mình như thế nào. Thì chúng tôi có hai cái dạng. Dạng thứ nhất là cấp tính, và thứ hai là mãn tính. Cấp tính thì đây là thời kỳ nó rất là khủng khiếp. Thí dụ như là chúng ta cảm giác là nó vàng da mình lên, và cơ thể của nó là chúng ta có lạm dụng, buồn nôn, ăn uống không được, và chúng ta thấy là nôn ói, chán ăn. Đối với phụ nữ tưởng rằng là chắc có lẽ là có thai, kỳ thì không có thai. Cái thứ hai nữa, chúng ta nghĩ rằng buồn nôn, chán ăn đó là một cái bệnh khác, nhưng quý vị quan tâm đến vấn đề mà viêm gan siêu vi. Cái thứ hai nữa, quý vị cảm giác là đau vùng ở bụng trên, mà y khoa nó gọi là vùng thượng vị, tức là ngay chấn thủy của mình đây. Nếu quý vị cảm giác là đau ở đây và cơ bắp quý vị đang đau, rồi đôi khi quý vị đau cả khớp, tưởng là viêm khớp là không phải. Nhất là quý vị thấy rằng ở bên sườn bên tay phải của quý vị đây cảm giác ê ẩm, đau, ngồi thì cảm giác là nó cứng hay nó cắn ở đây, thì quý vị quan tâm hết 80-90% là do bị viêm gan. Nó đang bắt đầu phát tác. Đó là những cái trường hợp mà quý vị cảm giác là không được an toàn lúc trong trường hợp cấp tính. Còn nếu trong trường hợp mãn tính, nó có bốn cái thể bệnh như là viêm gan mãn tính tồn tại nó ở cái trạng coi như là mình gọi là sleeping đó, thì chúng ta không có cảm giác gì nhiều, chỉ cảm giác là ăn uống không ngon miệng, hơi hâm hấp sốt về chiều. Cái thứ ba nữa là chúng ta cảm giác là dùng sườn bên tay mặt nó không có được yên ổn cho lắm. Đó là vấn đề mà viêm gan nó tồn tại nhưng mà nó không phát triển. Cái thứ hai nữa, trong trường hợp viêm gan mãn tính tấn công thì nó gồm có cái trường hợp gan của quý vị sẽ bị sưng lên. Thứ hai nữa là bị xơ gan, là gan nó bị chai cứng. Cái thứ ba nữa là quý vị chuyển qua cái trường hợp là xơ gan và cổ trướng luôn. Có nghĩa là bụng của cái người bệnh nó mỗi ngày nó trướng ra vì lý do là gan không còn hoạt động được nữa. Bao nhiêu những thức ăn mà quý vị ăn vô đó, nó đều trở thành là một ổ chứa vi trùng. Thành thử cái ổ chứa đó nó làm cho các cơ quan của mình không chịu đựng được, cho nên cổ nó trướng ra. Thứ tư nữa là chuyển qua ung thư gan. Đây là thời kỳ thật sự là đến giai đoạn này không còn có phương cách nào chữa, vì lý do là gan hoàn toàn ngừng nghỉ, không hoạt động nữa. Cho nên cái đó nó tiến trình tới một cái nguy cơ là chúng ta tử vong rất gần nha thôi. Nghe đông y sĩ chia sẻ thì chắc chắn quý vị khán giả cũng rất là lo lắng, không biết là trong người mình đôi khi mình bệnh mà mình không biết đó đông y sĩ. Và một lần nữa, và quý vị đang theo dõi chương trình Dược Thảo và Sức Khỏe cùng với đông y sĩ trong chương trình của Thúy Hằng Show ngày hôm nay. Mọi chi tiết, mọi thắc mắc quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại đó là 714-331-4703, 714-331-4703. Hoặc là quý vị nào mà có ghé về miền Nam California, quý vị có thể ghé lại thăm đông y sĩ để mà mình có thể chuẩn, đông y sĩ có thể chuẩn bị chuẩn bệnh cho quý vị, cũng giống như là trả lời tất cả những cái thắc mắc nào của quý vị. Đông y sĩ có thể cho biết được cái địa chỉ của mình tại công ty Dược Thảo Cảnh Thiên. Dạ vâng, cảm ơn Thúy Hằng. Dạ vâng, cái địa chỉ của công ty Dược Thảo Cảnh Thiên
do chúng tôi điều hành đó, ở địa chỉ là 14.441 đường Procord Street, phòng số 8, thành phố Garden Grove, Cali 92843. Cuối cùng hết đó, thưa Đông Y Sĩ, thì Đông Y Sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là cái loại dược thảo nào thì có thể giúp cho quý vị khán giả đang có những cái chứng bệnh về viêm gan hoặc là phòng hờ như thế nào, xin mời Đông Y Sĩ chia sẻ. Vâng, cảm ơn Thúy Hằng. Yeah. Thì thật ra đây là những dược thảo mà Thúy Hằng đang có. Yeah. Ngày hôm nay tôi giới thiệu để khi nào Thúy Hằng giới thiệu cho các đồng hương của mình thì nhận biết được cái dược thảo đó là dược thảo số mấy. Thưa quý khán giả, dược thảo của công ty dược thảo Khánh Thiên điều chế có một số các loại dược thảo cải thiện tình trạng viêm gan B và C ở thời kỳ đang sleeping hoặc giả là đang tấn công đều có hết. Thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thúy Hằng để tìm cái loại dược thảo mang cái số hiệu của nó là CT đầu, có nghĩa là mang số của Cảnh Thiên viết tắt 005. Đó là cái loại dược thảo này cải thiện cho quý vị bị viêm gan B và C. Nếu quý vị bị sưng gan thì quý vị có thể mua CT006. Nếu trường hợp bị men gan cao hay là bị sơ gan thì quý vị mua CT007. Nếu quý vị mà thấy sơ gan cổ trướng thì quý vị mua CT008. Và cuối cùng nữa là giúp cải thiện chức năng gan để trừ cổ trướng là 009. Có nghĩa một loạt của nó mang từ 005, 006, 007, 008 và 009. Để chúng ta có thể, nếu quý vị mà không có cái triệu chứng gì khác thì hãy dùng 005. Còn nếu trường hợp có kèm theo một số triệu chứng khác thì quý vị có thể dùng 006 phụ trợ của nó, 007, 008 và 009. Như vậy nó giúp cho quý vị cải thiện được cái nhu mô gan của mình. Cái thứ hai nữa, hồi phục sức khỏe một thời gian rất là nhanh. Như vậy chúng tôi ngày hôm nay để chia sẻ tất cả quý khán giả của cái chương trình Thúy Hằng Show, mong là quý vị sẽ theo dõi kế tiếp trong những lần sắp tới. Và chúng tôi mong muốn là Thúy Hằng đại diện cho chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả quý vị, khi nào quý vị thấy là cái chương trình ra mắt quý vị mà thấy có cái dược thảo thì xin quý vị ủng hộ. Chúng tôi cũng có những cái giúp cho quý vị để giải thích hết tất cả những cái điều quý vị đang thắc mắc. Và khi quý vị nếu sử dụng có kết quả, xin quý vị phổ biến cũng như là chia sẻ tất cả các đồng hương khác đang lâm vào tình cảnh khó khăn mà chưa biết dược thảo nào có hiệu quả để mang lại sức khỏe cho mình. Đó là những dược thảo đặc hiệu của một thầy thuốc đông y người Việt Nam. Thành thử chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi chia sẻ chương trình này là vì chúng tôi tin rằng chúng tôi có cái năng lực làm việc, và cái thứ hai nó có thiện tâm thiện chí và chân thật trong vấn đề này. Những loại dược thảo đó chúng tôi toàn dùng những loại dược thảo thiên nhiên 100% organic và chắc chắn có hiệu quả cho tất cả quý vị đã sử dụng. Trong thời gian vài tháng, quý vị sẽ thấy kết quả đó. Cảm ơn Đông Y Sĩ rất là nhiều. Một lần nữa chia sẻ cùng với quý vị là Thúy Hằng rất là vui mừng. Là vì trong Thúy Hằng Shop, thường thường thì quý vị cũng thấy thì Thúy Hằng có một hai loại dược thảo. Nhưng mà thật sự ra Thúy Hằng không có tự tin về những cái sản phẩm ở ngoài. Và ngày hôm nay thì Thúy Hằng tin chắc rằng Thúy Hằng Shop sẽ có rất nhiều những loại dược thảo mà do chính Đông Y Sĩ Cảnh Thiên đã bào chế và đã được sự tín nhiệm của quý đồng hương chúng ta khắp nơi rất là nhiều. Thì mong rằng quý vị hãy gọi ngay nếu mà quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi nào, xin liên lạc. Đó là 714-331-4703, 714-331-4703. Và trong tương lai sẽ có những chương trình talk show, live show trên Facebook, trên YouTube, cũng giống như trên băng tần 117 của Thúy Hằng Media, trên Viettv 24 trên băng tần 117. Mong rằng quý vị sẽ đón xem. Rất là dễ dàng, quý vị có thể vào trong app trong điện thoại của mình, quý vị bấm vào trong đó, vào Viettv 24 tìm băng tần 117 của Thúy Hằng Media, thì chương trình dược thảo của Đông Y Sĩ Cảnh Thiên hàng tuần sẽ đến gần cùng với quý vị trên DirecTV, trên YouTube cũng giống như trên Facebook và trên băng tần 117 của Viettv 24. Thúy Hằng rất là cảm ơn Đông Y Sĩ một lần nữa đã cho Thúy Hằng đã trở thành một trong những chi nhánh của Đông Y Sĩ để mà có những cái dược thảo tự tin mà gửi đến quý đồng hương chúng ta.
và có một cái chương trình talk show rất có giá trị cho đồng hương chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái kiến thức dược thảo để cho mọi người chúng ta có được một sức khỏe tốt, một cuộc sống lâu dài bên gia đình và người thân. Một lần nữa, Thúy Hằng và Đông Y Sĩ Cảnh Thiên rất là vui mừng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của chúng tôi lần sau. Một lần nữa, số điện thoại xin quý vị hãy gọi ngay qua số điện thoại 714-331-4703. Đặc biệt, chương trình mà Đông Y Sĩ Cảnh Thiên đến với quý vị special ngày hôm nay, đặc biệt cho Thúy Hằng shop, thưa quý vị mua 5 lọ của tất cả những dược thảo khác nhau, quý vị có thể gọi vào thì sẽ được tặng 1 lọ. Xin mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình Dược Thảo và Sức Khỏe. Thúy Hằng xin trân trọng kính chào và xin hẹn tái ngộ cùng với quý vị vào chương trình kỳ sau. Dược thảo Cảnh Thiên do Đông Y Sĩ Cảnh Thiên điều hành, xem mạch hút thuốc và có hơn 140 sản phẩm thảo dược đặc chế rất nổi tiếng. Hơn một năm qua, Đông Y Sĩ Cảnh Thiên không làm việc tại nhà thuốc Hoa Đà tại Houston. Quý vị muốn khám bệnh hay dùng sản phẩm thảo dược do chính Đông Y Sĩ Cảnh Thiên bào chế, hãy đến với địa điểm duy nhất tại miền Nam Cali. Ngoài ra, không có một chi nhánh nào khác trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy liên lạc 714-775-1069. Tôi Đông Y Sĩ Cảnh Thiên, trân trọng kính chào quý khán thính giả